Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú luôn nha. Giao lưu một bệ lúa giận rừng nha. Bệ lúa bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha anh chị cô chú. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Giận rừng trên những sườn núi luôn nha. Có năm thân đó là sống nha anh chị cô chú. Em để lại năm thân đó là sống nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Những cây này nó cực kỳ già rồi nha. Nó dễ, rất dễ cho hoa, cho hoa nha. Nói về hoa bằng lăng thì quá đẹp luôn. Rồi đo kích thước luôn. Hoành em đo vị trí đó là 77 nha anh chị cô chú. 35. Cao là 35 nha. 52. Cái tán ngang là 52 nha. Một bề, mặt lên đây mặt lúa nha anh chị cô chú. Đây. Nó dựng trên những đồi núi nha. Cho ra những đồi núi luôn. Dựng rừng cho những đồi núi nha. Mặt đây mặt lúa nha anh chị cô chú. Lá của nó. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Bằng lăng này về nuôi nó rất dễ cho hoa nha. Tại vì cái những cái bệ đế này thì nói nó quá già luôn nha. Đây. Mặt bên đây em khai thác bầu đất lên nha anh chị cô chú. Vàng rễ cám nè, còn quá ok luôn. Hóc hách luôn. Quá đẹp nha. Này, bầu đất nha, bầu đất lên nha. Mặt bên đây mặt sống bên đây nha. Còn mặt bên đây là mặt lúa nha anh chị cô chú. Đây. Mặt đây thì mặt lúa. Bây giờ anh em có thể rửa chùi sạch sẽ chơi rất đẹp luôn. Ủa, quá đẹp luôn. Một bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha anh chị cô chú. Dựng rừng trên những đồi núi luôn. Đây về anh chị cô chú bỏ hoàng long bộ đồ rất đẹp luôn nha. Rồi cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ em luôn. Quay vào mặt. Rồi.